nay cô cháu làm giấy tờ giả, vậy á, làm giấy tờ giả. Anh lên tivi có kênh của em à? Vậy hả? Mấy em nó làm YouTube, nó có hỏi ý của em, nó nói chị ơi, em thấy chị nói cũng hay quá, cho em cắt cái clip em đăng lên YouTube để em kiếm tiền. Ok, cái chị nó không có gì hết trơn á, đăng lên mình nói làm sao thì đăng vậy thôi, chứ đâu có gì đâu quý vị. Tôi nói cả thanh tiên mặt nhật, tôi nói trên cộng đồng mạng xã hội, chứ tôi đâu có nói tôi núp lùm tôi trốn mà tôi không nói, tôi nói mà tôi không nhận đâu. Đừng có đụng cái này nữa, đi cắt ghép này kia, tôi không cắt ghép. Da đẹp vậy sao lại chê người ta? Không phải, tại vì nó không chấp nhận cái sự thật cả nhà. Nó không chấp nhận sự thật. Hôm nay thích Nhật Từ còn muốn thành Bồ Tát, nó thành ăn Tát chứ, nó chuẩn bị nó ăn Tát mà chứ nó không thành Bồ Tát đâu. Người ta Bồ Tát nó ăn Tát. Bữa nào mời em cà phê hà. Dạ nếu có duyên. Chào chị Thợ Nhân xinh tươi, cảm ơn Khang Nguyễn, chào Khang Nguyễn nha. Sống ở trên cái cuộc đời này mà chúng nó ích kỷ mà nó đi tu con thì sau này ha, tôi nói thẳng với quý vị ha, sau này tôi mà tôi đừng nói gì, có tiền tôi mong ước lớn nhất là tôi mua hết mấy cái chùa đó, tôi mua mấy đứa nhỏ, tôi mở trường học cho nó học, chùa nào bán tôi mua hết. Giờ ai đi nữa mà không bán chùa cho được. Tôi đã lên chùa Tâm Phúc toàn là bằng thật chứ. Ông thầy Thích Tâm Phúc là ông không có học bằng giả, bằng thật hết. Quý vị thấy không? Ông nói chuyện phản biện rất là hay, người rất là tốt. Người ta xem em nhiều lắm đó. Quê anh khen em nhiều. Quê anh ở đâu vậy anh Duy Bích? Em không biết quê của anh. Nói thẳng với quý vị, sống làm ở con người thì mình phải sống phải biết từ bi, phải hiểu cái chữ từ bi. Con người bình thường là tôi không có tu, tôi không có niệm Phật, tôi không có gì, nhưng mà tôi biết cái chữ từ bi. Còn mấy thằng nó dạy cho người ta tu mà trong lòng nó từ bi thì con người đó có từ bi hay không, có cần với kính ngưỡng nó hay không. Anh ở Quy Nhơn là nơi hàng mặt tử phải không? Em thích nhân vật Mai Đình. Anh Trí hãy gọi anh là hàng mặt tử. Sao báo chí lại nói dối, bạn đọc nói là bằng giả? Báo chí hả? Bây giờ quý vị nghĩ đi, báo chí là người của ai? Bây giờ tôi muốn tôi tân bốc, tôi tới Mây Xanh và tôi bỏ ra nhiều tỷ, nhiều trăm triệu ra, là tôi bỏ ra một phát và tôi lên, tôi nổi lên cái cồn liền. Tôi muốn thật rồi có thật, mà tôi muốn giả có giả, hiểu không? Đừng có tin báo chí mà tin ai, tin mấy em YouTube. Tin mấy em YouTube đi đến quay nói thật, phỏng vấn thật là nói thật. Đó là báo chí thật, đó là truyền thông thật, là mấy em YouTube đó, hiểu không? Nói dễ thương, chửi cho lũ u mê nó tỉnh lại đi bạn. Như vậy nói như vậy là lừa bạn đọc. Đúng rồi, quý vị thấy ngày xưa giờ báo chí, ngày xưa nha, tôi còn đọc báo từ khi mà tôi biết báo, mấy báo đĩ bút cà chớn, quý vị cỡ báo cỡ truyền thông thằng Nguyễn Công Khế không, đó thằng chồng của cái con Bình Hương đó, đó báo chí vậy không, báo chí là người nhà nó hết rồi. Nó láo ăn tiền, đừng có tin báo chí. Quý vị có muốn tin, nó tin mấy em YouTube. Mấy em YouTube nó đi quay cực khổ đó quý vị thấy đâu. Nếu mà quý vị không có thấy được, mà nếu mà để mà báo chí truyền thông mà viết gì ngày Thích Minh Tệ thì ngày hôm nay mình đâu có biết sự thật gì không. Biết được nè, qua kênh của Nhân Gà là biết được cái em này em nọ đi quay YouTube lên. Cái sự thật đó mình thấy nó vậy đó quý vị thấy không. Cho nên cái vai trò của những em YouTube mà thật sự tới ngày hôm nay là cái vai trò là một truyền thông nó rất là tuyệt vời. Cho nên các anh các chị đừng bây giờ, từ giờ tôi nói thật, cầm tờ báo Tuổi Trẻ, báo Công An, báo Giác Ngộ, báo Đảng vứt qua bên khỏi thành đọc. Nó ma mị lắm, viết theo cái tư duy của mày, nó có tiền viết theo có tiền, nó vậy đó, nó thu hút bạn đọc, báo chí nó láo, nó thu hút người đọc. Bởi bây giờ truyền thông không bao giờ nó nói thật, ma mị láo bét. Truyền thông là phải có, quý vị phải xem cái truyền thông đó đó chứ, gọi là đó là nó mới đúng. Tôi thích xem mấy em YouTube họ, tôi không thích nghe báo chí nói con mẹ gì trơn. Từ báo chí hôm nay, báo chí đã có biết, báo chí đã có ra báo chí cỡ ông Lê Tùng Vân không, báo chí cỡ ông Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ có 5-7 cái bằng báo chí bằng Thích Chân Quang. Thích Chân Quang là một cái ông tu luôn luôn lúc nào cũng là sống tốt, phải biết dạy con người ta yêu nước của con mẹ gì, yêu nước, mà cuối cùng nó là cái thằng bán nước. Quý vị thấy không, báo Công Thương nó đúng. Báo Công Thương em chưa từng đọc, em chưa biết. Tự nhiên trong chùa mà cũng có báo,
báo giấc mơ. Nhà văn nói láo, nhà báo đúng, chính xác, không có sai một từ nào chứ. Sống ở trên cuộc đời này, cha mẹ mình sinh ra làm với con người, làm con người phải sống thật, phải nói thật. Chừng nào sống mà nói dối là trừ là cái thằng nó mới nói xoắn, nó xạo thẳng với quý vị. Cái đầu cái não nó không có, nó chỉ cái đầu của nó chỉ biến chuyển khi nó gặp gái thôi. Là cái đó là cái mấy cái thằng có cái dối trá, nó ma mị. Sống làm con người sớm đúng không chịu đâu, còn ngồi đó ngồi thuyết pháp. Nó thẳng với quý vị, nó cỡ mấy đó thuyết pháp tôi đố quý vị đó. Tôi ngồi trong phòng, ổng ngồi trong phòng, thử tôi lên thuyết pháp rồi. Quý vị mà thiệt á, tôi thuyết pháp không hay hơn mấy đó tôi thua liền. Không hay hơn mấy đó, tôi có biết pháp mà nó thuyết pháp được. Quý vị biết không, nó có cái thằng lính, nó nói nó lên, nó nói thầy Thích Minh Tuệ. Thích Minh Tuệ, ông này mà muốn ngồi không đi á, cứ vợ cho ông, mà về mà cứ vợ cho thằng mày á, cho thằng cha của mày đừng đi kiếm gái nữa, cứ vợ bé, vợ làng. Ông Thích Minh Tuệ này muốn ông không đi, thì kêu ông mới đừng có đi nữa, thì cứ vợ cho ông. Em nghĩ ông Lê Tùng Vân thế nào, ông Lê Tùng Vân thế nào, mấy ông nghĩ thế nào, tôi nghĩ thế đó. Giờ nhà nước cấm người tu nhận tiền, cấm nhận tiền cúng dường, mà nhận tiền online cũng vậy hả mấy ba? Ông nhận tiền như được, đó là một cái bài, một cái cớ để xoa dịu lòng dân. Cả ông có bà cũng hiểu điều đó. Một cái cớ, tại vì bây giờ nó dậy sóng quá trời, bây giờ chính phủ nhà nước phải vào cuộc với nó, cho nên bây giờ như vậy, không có nên tu, không có nên lấy tiền, vậy phải xoa dịu lòng dân thôi, hiểu không? Vỏ chấp Lê Tùng Vân là lựa. Lê Tùng Vân là cái ông có bà nghĩ gì tôi không biết, ông đúng ông sai tôi không biết, cứ quan tâm cái chuyện ông đúng ông sai, ông tu làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ nè, cái tu cái điều quan trọng nhất là tôi không biết cái gì ông thể hiện là ai, tại vì ông không có vô giáo hội đó, vậy thôi. Còn ông đúng sai tôi không quan trọng ông nữa, hiểu không? Ông có lấy ai đi chăng nữa, mấy ông mấy bà nó có một cái mà cái kiểu cái não nó có vấn đề vậy nè. Nên ông Lê Tùng Vân á là cái người cha mà đi lấy con lộn lung lộn. Nếu mà cha mẹ mà lấy mà đẻ ra, hai cha mà lấy con mà đẻ con ra là đứa con nó bị khùng khùng điên điên, nghĩ là bị bệnh giống nhau đó quý vị, hiểu không? Con người người ta tỉnh táo đàng hoàng, mấy chú tiểu toàn là người nào người nấy, là tôi không dựa vào cái sự thật, tôi dựa vào mấy đứa trẻ nó ngoan hiền, tôi dựa vào cái đó thôi, nó linh hoạt, nó khôn ngoan, thì làm gì mà là cha mà lấy con được, mà gọi là loạn luân được, hiểu không? Không có loạn luân được. Cho nên ở đây mình nói chuyện mình phải có cái lý, chứ đừng có dồn người ta vào một con đường cuối cùng mà không có cái chân lý. Mình phải nghĩ là mình có cái chân lý, cho nên con đường của mình đừng có dồn ép người ta vào cái sai trái đó, nó không có đúng quý vị. Ông Lê Tùng Vân ông sai cái gì, ông đúng cái gì, tòa án luật pháp có xử cho nó công bằng công minh. Đừng có nghĩ là làm cái cây cân của xã hội, cái cây cân của cuộc đời của một con người mà đi xử con người ta một cách là như vậy tàn nhẫn. Cái kiếp này các ông sung sướng, các ông được hưởng được cái khoái lạc đó, nhưng mà cái đời con sau, cái kiếp sau của con cháu của các ông đó bị thiên hạ chúng xử ngược lại. Đó cũng giống như nhiều cái câu chuyện ở xã hội này, quý vị thấy gọi là luật nhân quả. Mình đừng có nghĩ mình lên mình ngồi cái ông tòa án đó mình muốn xử người ta sao, mình xử mình có tiền mình muốn nói gì mình nói, đúng không? Ngoài cái mặt đó, tôi hết lòng hết dạ, tôi nói thiệt, nói về mấy ba luật sư gì, nói ra mới nói luật sư gì, tôi làm hết cái tâm của tôi làm hết cái lòng của tôi làm hết cái lòng, mà không có tiền cái thử lên nó xử nó làm nó hy sinh. Còn bác sĩ cũng vậy, cứu người tôi làm hết lòng, có tiền nó cứ vô nó cứu người, không có tiền nó mới cứu người. Còn ông nhà sư cũng vậy, tôi hết mình để tôi thuyết pháp để cho tất cả quý vị nghe ngộ, đúng không? Không có tiền cúng dường, tôi bay ngồi đó tôi bay thuyết pháp, quá không bao giờ ai đem tiền cho mấy người đó ăn là ngu si mê muội vì đưa tiền, chỉ cần thêm tội, đúng rồi. Toàn án sai, đúng rồi, anh Duy Bích nói chuẩn không cần chỉnh. Em chào anh FBI, Vũng Tàu FBI, đồ dữ ta.
ăn nói chuyện thì xà lơ, mà vậy mà có người tin. Còn cái người ta nói chuyện có lý luận, tôi nói thẳng với quý vị sau này, ví dụ cuộc đời này, quý vị có bị tội gì đó, đi ra một mình đó chất với cái bọn nó, chứ đừng có thuê luật sư. Quý vị có lời thuê luật sư thì tốn tiền thôi, chứ ngoài ra luật sư chỉ tốn tiền thôi, chứ nó không có cứu được mình. Mà cái lời mà phán quyết cuối cùng chỉ có là tòa án thôi quý vị. Chị cũng như em không tin Lê Tùng Vân, không tin ông Lê Tùng Vân như vậy đâu. Em không tin. Quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị nghĩ đi, ông Lê Tùng Vân mà ổng, tôi không biết ông đi tu, con người ta có một cái trái tim, ta có cái lòng từ bi trong đó. Ngoài ra tôi thấy nó không phải như vậy. Giờ quý vị nghĩ là cha mẹ ruột của mình, nói thật với quý vị, cha mẹ của mình sanh mình ra trừ ra những cái người họ vô học thôi. Tòa án xử ai cũng là hắn sẵn sàng pháp luật, luật sư chỉ là hình thức thôi. Đúng rồi, luật sư chỉ là hình thức, đừng có thuê luật sư. Quý vị thấy Hoa hậu Phương Nga, Hoa hậu Phương Nga mới là đẳng cấp đó. Hoa hậu Phương Nga không cần một luật sư nào, luật sư chỉ là gì, đi vào trong một cái trường hợp mà giống như là để tìm hiểu cái thông tin từ ở trong cái người ở trong trại giam đó ra ngoài cho mình biết thôi, đưa cái thông tin đó thôi. Ở cái người đó làm sao sao, chứ ngoài ra thì cái vai trò của luật sư thì nó chỉ đã đưa ra đúng cái luật, mà cái lời phán quyết cuối cùng giờ nó đúng rồi chăng nữa nó phán sai, mình làm gì được nữa. Luật sư thì thuê tốn tiền, giờ một mình chắc giảm pháp thì tôi chưa nghe. Toàn kết chuyện hài, đưa lên nói chuyện hài với kể chuyện mà làm tình. Nhưng em cần gì luật sư, em nói thở cái đối phó hết luật sư để làm gì. Em chào chị Kỳ Duyên nha. Tôi nói thật quý vị á, bây giờ cái lũ nó ăn đằng sóng nó đằng gió, nó muốn mình có tội là mình có tội, nó muốn mình ác là mình ác, nó muốn mình chết là mình chết. Cái lũ nó có tiền thì nó muốn cho cái người mà nghèo với cái người mà gọi là thấp cổ bé họng đó, đa số nó muốn chết là người đó chết, mà cái muốn người đó đi tù là đi tù. Giờ xã hội này nó dễ lắm, có tiền là có quyền lực hết. Bởi vì bây giờ con người ta tranh thủ nhau để làm tiền, sống vô đạo đức nhiều ở xã hội này lắm. Chào chị yêu, chào Kỳ Duyên nha. Cái xã hội này sống vô đạo đức nhất là cái gì cũng là tiền. Tiền là vô đạo đức nhất. Nay tiền, mai tiền, mốt tiền, bữa nọ tiền, cái gì có tiền hết đó. Có tiền là có quyền đó quý vị. Đó, có tiền là có quyền đó. Ở nước ngoài luật sư mới được tính. Ở nước ngoài nói thật với quý vị, luật sư trong vai trò rất là quan trọng trong tất cả trong cái câu chuyện mà gọi là các câu chuyện mà đi ra ngoài tòa án. Vai trò luật sư rất quan trọng. Bởi vì cái tiền thuê luật sư nó rất cao. Nhưng mà khi họ phán quyết, tại vì cái tòa án ở nước ngoài là nó có những cái tòa án đối lập, hoặc giả như nó có hai cái đối lập, ví dụ như một cái người này cãi đúng cãi sai thì họ có một cái nó gọi là một cái bang đó. Chỉ ở nước ngoài luật sư mới được tính, còn Việt Nam luật sư đúng. Luật sư nước ngoài cái vai trò nó rất là linh hoạt, và tại vì tại sao luật sư nước ngoài họ cãi đúng luật, và ở cái nước ngoài luật pháp nước ngoài họ dựa vào cái luật đúng đó thì họ xử, chứ không phải họ xử tiền. Luật pháp nước ngoài họ không có xử bằng tiền, họ xử bằng tình, mà đúng luật, hợp pháp, luật ok, mình là người vô tội hoặc mình là người có tội. Luật sư là đúng rồi, luật sư là quyết định tất cả tài sản hộ gia đình nhà tôi. Luật sư có nếu ra có ra đâu trúng lợi ích, đúng rồi quý vị thấy không, bất cứ cái thằng luật sư nào nó lên trên cộng đồng mạng nó nói hay, nó làm việc bận tâm, quý vị bấm vào đó cho tôi hỏi vậy chứ. À anh ơi, tôi muốn cái câu chuyện đó là bắt đầu nó kêu là làm việc với thư ký và chuyển tiền trước cho nó rồi, mấy luật sư giờ nó đòi vậy. Nên bây giờ bên phòng luật sư này, bây giờ đại diện cho luật sư này giờ hả, còn mà trong khi nó chưa cãi cái vụ việc thắng hay bại nữa là nó biết nó ứng tiền trước nữa. Quý vị biết rồi, tại vì cái xã hội nó tạo cho con người nó như vậy đó quý vị. Chúng lợi ích nhóm, có lý nó không bàn đến. Đúng rồi, em cẩn thận để nó vô ý bị thao túng thành gì. Em nên cẩn thận gì anh. Đến giờ xin phép đi làm. Chào Kỳ Duyên nha, chúc Kỳ Duyên vui vẻ nha. Sao mình không chơi luật rừng em? Tại đó bây giờ thì rất nhiều người chơi luật rừng.
đúng không? Bây giờ thí dụ mà ai mà xúc tôi là tôi kiếm cớ xúc lại, vậy nó dễ. Cứ chờ cũng đỡ nè. Thí dụ như mấy cái thằng mà gọi là mấy cái thằng bưng bơ, mấy thằng chó mà nó ngu á, xã hội này nó ngộ, thấy cái chuyện nó không cần tới pháp luật, hỏi đấy công an đâu không vào cuộc, mà cái chuyện lớn vậy nó không có kêu công an vào cuộc mà nó kêu công an việc nhỏ. Giống như cái câu chuyện vậy, ví dụ như cái ta có cái em đó mà em bị hành căng đó, em đi ngoài đường đó quý vị, cái họ lái chiếc xe cái nên là được có cái mẹ thương đó quý vị, thấy cái clip đó thường xuyên, mẹ nhỏ đi nhỏ có đụng chạm nhỏ ăn trộm cướp vậy, người ta nói chuyện vậy đó. Công an đâu bắt thằng này, công an đi vào cuộc, bộ mấy bay nghĩ công an nên làm việc cho mấy cái chuyện bá dơ đó hả? Công an đi làm việc cho mấy cái chuyện bá dơ hồi hồi nách đó hả? Công an làm việc cho việc lớn, hiểu không? Sao mình không chơi luật rừng em? Hôm nay có nghe thằng đạo diễn Đức Cống, à Đức Cống nghe đạo diễn Đức Cống Bình Cơ đó hả? Đức Cống Bình Cơ. Hở ra bất cứ cái gì, ê kêu công an vào cuộc, kêu công an vào cuộc, mẹ công an việc lớn không làm, làm việc nhỏ xíu vậy hả? Công an là bảo vệ nhân dân, mấy ông nên nhớ, công an là bảo vệ nhân dân. Thầy tu là ai? Thầy tu là bảo vệ công lý và trí tuệ cho tất cả muôn dân và nhân loại. Thầy tu là vai trò gì? Phải ban ra, đem ra cái phúc đức, đem ra cái tình yêu thương để phổ biến cho nhân loại muôn vạn chúng sanh. Chứ không phải mấy bay tu mà mấy bay lên đó mấy bay sân si, ai chửi mấy bay bay chửi lại. Những cái người mấy bay chửi lên mấy người đó ta nuôi mấy bay đó, hiểu không? Chúng nó quyền lực mạnh không đấu lại, chỉ chờ nhân quả, đúng rồi. Bất bình là mình xúc liền bất kể là thằng nào, đúng rồi. Em nên cẩn thận, nên ở Việt Nam nên em phải lựa lời. Tôi lại ông ngọn đuốc Trần Thế, nãy giờ tôi có đụng chạm gì tới ai mà mấy ông tôi nhắc nhở tôi hoài, năm nay tôi 50 tuổi đầu rồi, tôi không có đụng chạm tới bất cứ một ai hết trơn, cái thằng nào cà chớn thì tôi đụng thôi. Cái ông hay tạo ra một cái gì, cái ông hay lớn quá. Các ông thấy nó lớn bởi vì nó quan trọng đối với các ông, chứ đối với chúng tôi không có quan trọng chuyện đó. Ông hiểu không? Ông yên tâm đi, tôi làm mấy chuyện gì tôi biết, tôi lớn rồi. Luật sư, luật viện vậy hết trơn, anh nên hiểu. Ủa chừng nào em nói sai thì cái đó. Nhưng mà em nói vậy để cho tất cả mọi người nghe. Luật sư, công an, công gì, công an, công cấp, công viện vậy. Công an đó là đầy tớ của mình.